Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ xin giới thiệu về FP32 Cam và một số ứng dụng của FP Cam. Giờ đây là FP32 mình cũng mới vừa mua trên mạng về. Mình sẽ tìm hiểu sơ về cái nói các bạn. FP32 Cam được sản xuất bởi iThinker, có kích thước nhỏ gọn, nó bao gồm một cái module FP32. Đây một FP32 và một cái cam OV2640 được sử dụng trong các ứng dụng truyền hình ảnh, xử lý ảnh qua Wi-Fi, Bluetooth, các ứng dụng IoT mạch có chất lượng gia công tốt và độ bền cao. Thì trên đây mình sẽ có một cái jack để dành mình cắm cái cam vào. Cái này mình có thể tháo ra và mở thay thế được. Ở đây là cái con cam góc nhìn chỉ có 70 độ. Trên mạng vẫn có bán loại có góc nhìn 120 độ sẽ cho cái khung hình của mình nó sẽ lớn hơn. Đây là đèn LED để dùng mình bật khi nhìn ban đêm. Và đây là nút reset, mỗi khi mình cài firmware xong á, mình phải reset lại cho FB chạy nguồn. Và con này là con RAM. Về thông số kỹ thuật á, thì FP32 Cam này xài nguồn 5V DC, nguồn từ 2A trở lên. Điện áp tại các chân giao tiếp của nó là 3V3. Bluetooth là 4.2, Wi-Fi là 802.11. Nó sử dụng được nhiều cái hình thức giao tiếp, chẳng hạn như UART, SPI, I2C, VM, BWM. Và nó có một cái khe để cắm thẻ nhớ các bạn. Và nó chỉ hỗ trợ tối đa là chỉ là 4GB mà thôi. Tổng cộng nó là có 9 chân IO để mình làm chân điều khiển. Và tốc độ mặc định của nó là 115.200. Chất lượng hình ảnh ra của nó là OV2640. Trên cái mạch này á, mình có một cái dây dắt để cắm cái anten vào để tăng khả năng thu nhận của nó. Nhà sản xuất có ghi thêm thông số là đèn LED ở chế độ tắt nó chỉ có 180mA, khi mở á thì nó là 310mA. Thấy không, kích thước đây rất là nhỏ gọn. Nó thường được sử dụng trong các ứng dụng truyền hình ảnh, xử lý hình ảnh qua Wi-Fi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái ứng dụng đầu tiên của nó, chính là truyền hình ảnh lên web server. Để làm được cái ứng dụng này thì các bạn cần phải có một cái FP32 Cam và một mạch nạp USB. Đây là mạch nạp USB do mình tự làm. Khi mà mình cần nạp dữ liệu gì đó, mình chỉ cần cắm vô đây. Do mình mua cái mạch rời này không có cái đế nạp, trên mình tận dụng cái đế nạp USB của mấy loại đời trước, chẳng hạn như V7, V12 để sử dụng cho nó. Và tiếp theo nữa là thêm một cộng dây USB, cổng USB và một cổng micro. Và chúng ta sẽ kết nối vào máy tính và mình sẽ thử ứng dụng đầu tiên của nó nha các bạn. Giờ mình cắm USB vào. Rồi.
Tiếp theo đó là mình sẽ cắm cọng cơm vào. Rồi, mình đã kết nối với máy tính. Bây giờ mà các bạn sẽ mở ứng dụng Arduino lên. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem là cái mình chọn bo và cái bọt nó là đúng chưa. Nơi mình chọn bo là iThinker SB32K nha các bạn. Và bọt của nó là cơm 3, là cơm có cái mạch nạp của mình. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái ứng dụng đầu tiên của nó là truyền hình ảnh qua web server. Mình sẽ vào cái ví dụ của nó. Rồi mình vào EB32, chọn camera, camera web server. Trong cái code này và để xài được á thì các bạn phải tải cái thư viện EB32K nha các bạn. Dòng đầu tiên này chính là khai báo mình xài FB camera. Trong ứng dụng này á, thì nó đang xài camera của hãng RoverKit. Còn con FB của mình đang xài là của hãng iThinker, cho nên các bạn phải đổi đi. Mình tắt thằng này và mở iThinker lên. Cái đến là mình sẽ khai báo pin của camera. Đây chính là cái dòng wifi và mất quạt để cho FB kết nối. Cái ví dụ đầu tiên này mình sẽ là cho kết nối wifi nhà nha các bạn. Chẳng hạn như wifi nhà mình đang xài. Rồi. Mình sẽ sửa phần điểm truy cập và bắt quạt vào đây để cho FB nó sẽ nhận. Trong ứng dụng này thì nó sẽ có 4 tab. Một tab là camera web server. Tab thứ hai để khai báo về camera và các hoạt động của camera. Tab thứ ba là camera index. Ở đây là mình xài camera loại OV2640 nha các bạn. Nếu các bạn mua loại khác thì các bạn có thể khai báo vô đây. Và tab cuối cùng đó chính là camera pin. Ở đây nó sẽ khai báo hết tất cả các chân của các loại camera xài trong Arduino mà dành cho FB32K. Như chẳng hạn như là đây là loại camera RoverKit. Loại thứ hai là FB Ace. Tiếp theo nữa là loại M5 Strat. Rất là nhiều loại nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ khai báo hết luôn. Nhưng mà trong phần mà trang chính của mình á, mình sẽ sử dụng cái con nào á, thì mình sẽ mở nó lên. Ở đây là mình sử dụng con camera iThinker. Do con FB này mình chế độ mặc định của nó là 115.200 cho nên các bạn cũng khai báo như vậy. Dòng tiếp theo là khi mà nó đã FB phát hiện ở mạng wifi, nó sẽ lấy cái điểm truy cập và password.
trong khi mà chờ đợi á thì nó sẽ xuất ra cái bọt của mình á, là những dấu chấm như vậy. Khi mà kết nối thành công á, nó sẽ in ra bọt là Wi-Fi Connected. Mình giới thiệu sơ sơ về cái phần mềm thôi. Sau đó nó sẽ chạy cái phần server của camera và nó sẽ in ra ở cái bọt cái địa chỉ IP mà nó kết nối với wifi nhà của mình đó cho mình biết, rồi sau đó mình sẽ nhập vô. Rồi bây giờ mình sẽ nạp thử nha các bạn. Trước khi nạp mình sẽ reset cái con FB đi. Đây, mình sẽ nhấn reset. Nhà các bạn không đừng có quên là để nạp cho con FB cam này đó. Thì mình phải nối chân GB không xuống mát nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ dịch combine nó xem cái phần mềm nó có đúng hay chưa. Sau đó mình mới nạp vào FB. Trong quá trình đợi nó combine, mình sẽ nói sơ về các chức năng, các cái dòng lệnh trong cái phần mềm này. Đây chính là cái đoạn mà khai báo về camera đây. Này nó cầm bài hơi lâu nha các bạn. Đây cầm bài xong thì mình sẽ nạp thẳng vào SB và mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Nhớ trước khi nạp là các bạn phải chọn bo và cái bọt đúng nha các bạn, nếu không nó sẽ không có chạy được, nó sẽ báo lỗi. Rồi xong, nó đã combine xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nạp vào camera FB cam. Ở ứng dụng này thì mình chỉ giới thiệu sơ thôi về cách thức mà để đưa hình ảnh lên web server mà xài mạng wifi của mình, tức là để xài được cái này á thì nó cần có một cái tên wifi làm điểm truy cập cho nó. Để làm xong cái ứng dụng này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà sửa phần mềm để cho con FB này tự phát ra cái điểm truy cập, và mình sẽ lấy điện thoại mình xài thẳng lên trên đó luôn, mình sẽ không phải thông qua wifi của nhà mình nữa. Đây để mình nạp lại.
Ở một cái clip sau nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình sẽ làm một chiếc xe cái giống như xe tăng và gắn FB camera lên để điều và có thể điều khiển được chạy tới chạy lui luôn, tới lui trái phải luôn nha bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nạp lại nha bạn. Hồi nãy là do nó lỗi cổng kênh. Giờ mình sẽ nạp lại. Đây là ứng dụng của FB32 Cam đưa dữ liệu hình ảnh lên trên web server sử dụng mạng wifi nhà. Tức là nó sẽ truy cập vào cái mạng wifi của mình đang xài. Trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn là cách chỉnh sửa lại cái phần mềm này để cho mình có thể sử dụng ở những nơi mà không có mạng wifi nhà. Chẳng hạn như mình đi ra chỗ nào đó mà không có mạng thì chúng ta có thể sử dụng USB để phát ra wifi và mình có thể sử dụng được bình thường. Và trên mạng của các bạn thì ứng dụng để điều khiển xe hơi có thể lái được và có cam để mình có thể nhìn được những cái xung quanh. FB32 này cũng có thể làm được tất cả các chức năng của con V1, V7 và V12 các bạn. Có thể sử dụng được để cho mình đo nhiệt độ, độ ẩm hay là sử dụng blin. Đặc biệt con FB32 này có Bluetooth, cũng có thể kết nối được Bluetooth với các thiết bị khác. Rồi nạp phần mềm gần xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thử cho các bạn xem ha. Rồi, máy báo là đã nạp thành công. Bây giờ để xài á thì các bạn phải tháo chân GPIO0 xuống mát ra. Ở đây mình xài một cái jack, một cái gâm và nhấn reset cho nó. Trước khi mình nhấn reset á, mình sẽ mở cổng cơm lên trước, mở bọ lên trước để mình xem nó xuất địa chỉ IP khi nó kết nối với mạng wifi ở nhà mình là bao nhiêu. Sau đó mình sẽ truy cập vào web, mình sẽ thấy được dữ liệu hình ảnh của nó. Các bạn nói thế này, đây chính là địa chỉ IP mà FB32 đã kết nối được với mạng wifi của nhà của bạn. Bây giờ mình sẽ vào trên dịch web, gõ ngay địa chỉ IP đó thì mình sẽ lên được hình ảnh 192.168.1.107. Đây chính là giao diện web.
mà trong phần mềm để mình giới thiệu sơ. Đây chính là phần để mình chọn được cái khung hình của mình. Số càng lớn thì cái khung hình nó sẽ càng lớn, nhưng mà cái độ nét nó sẽ không được nhiều nữa. Và đây, ở đây có chế độ nhận diện khuôn mặt, nhưng mà trong phần mềm này thì chưa có. Cái đó để sẽ tìm hiểu lại thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem hình ảnh của nó. Chúng ta nhấn Start Team. Đây chính là hình ảnh nhận được. Đây là hình ảnh nhận được có camera USB. Giờ mình sẽ để một chiếc xe ở trước đây cho các bạn dễ nhìn thấy. Để có thể nhìn to hơn, các bạn có thể chọn cái độ phân giải khác, hạn như Vega, nó sẽ lớn hơn. Giờ mình sẽ chọn luôn 1024, nó to ra các bạn, to ra dễ nhìn, nhưng mà nó sẽ nhẹ đi. Bây giờ chúng ta, ngoài ra các bạn có thể kiểm tra được là cái camera của EP có chạy được hay không. Chúng ta nhìn vào cổng cổng cam 3 này nè, chúng ta sẽ thấy dữ liệu hình ảnh nó chạy, và lúc đó chúng ta đã xác định được là camera nó đã chạy rồi. Và đây là cái ví dụ mà mình đưa hình ảnh lên web server mà cho FB kết nối với mạng wifi trong nhà. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa lại cái phần mềm để cho FB tự phát ra wifi, để chúng ta có thể sử dụng trong lúc những lúc nhưng mà mình đi ra ngoài đường không có wifi. Giờ mình cắt bỏ này đi. Đây. Đây là cái phần mềm mới, cái code mới mình viết cho FB tự phát cho wifi để chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, quay lại những hình ảnh mà mình thích. Cũng giống như cái code trước, chúng ta cũng sẽ khai báo camera vẫn như cũ, chỉ có khác một là ở đây là mình sẽ phát cho wifi, cho FB nó phát ra wifi để mình có thể dùng điện thoại hoặc máy tính mình nhận kết nối được bình thường. Và ở vòng wall setup này mà chúng ta sẽ set cho FB tự phát ra wifi với cái tên truy cập là mình chọn trên đây là FB cam, và cái password quạt là do mình tự đặt. Cái dòng lệnh thì nó cũng như cũ, chúng ta chỉ bỏ cái đi cái phần mà cho FB kết nối với wifi trong nhà mà thôi. Và sau đó chúng ta cũng sẽ xuất được ra cái địa chỉ IP. Từ cái địa chỉ IP đó mình sẽ có thể truy cập vào FB mà không cần wifi trong nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nạp lại các bạn. Giờ trước khi nạp chúng ta phải nhấn reset cho FB ở chế độ nạp. Và chúng ta kiểm tra bo và cổng cơm coi có đúng hay chưa. Rồi, bo và cơm đã đúng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nạp luôn các bạn.
Cái tiện lợi của cái code này á là FB phát ra wifi, chúng ta có thể sử dụng để điều khiển xe, chẳng hạn như xe tăng đây nè là mình đang làm có mạch cầu H để điều khiển cho xe tới lui trái phải và con SB 32 cam này. Mình có thể ra ngoài chơi được mà không cần phải có mạng wifi của trong nhà. Này mình chỉ mới gáp để phần clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình để điều khiển xe này là có thể tới lui trái phải và có thể xem được hình ảnh, mở đèn LED lên. Rồi, EB bắt đầu được nạp rồi đó. Rồi, quá trình nạp đã kết thúc, bây giờ chúng ta sẽ mở cơm lên. Chúng ta tháo chân GO0 xuống mát ra và nhấn nút reset. Và đây nha các bạn. Đây chính là địa chỉ IP mà của EB phát ra. Đây là địa chỉ mặc định mà hầu như của V1, V7 và V12 cũng y chang nhau. Bây giờ chúng ta sẽ gõ vào trình duyệt web. Để coi xem nó ra hình ảnh như thế nào các bạn. 1, 9, 9. Mình xin lỗi, mình chưa kết nối với wifi của nó. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với wifi. Lúc nãy mình đặt là EB cam nè các bạn. Rồi, kết nối. Mật khẩu nếu như mà bạn quên thì có thể coi lại được. Bây giờ đã đến giờ được trình duyệt của FB. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi hình ảnh nó có giống với hình ảnh hồi nãy không nha các bạn. Thôi bắt đầu. Nhìn trên cổng cơm á thì đã thấy xuất hiện cái dòng lệnh hình ảnh đã chạy. Đây. Giờ chúng ta đã thấy được hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ chọn khung ảnh cho nó lớn lên cho mình dễ nhìn. Cũng nhận tín hiệu cũng nhanh nha các bạn. Nó không có bị lắc. Và đây chính là cái đoạn code mà mình sửa lại để có thể sử dụng được ở ngoài trời mà không cần phải kết nối với wifi trong nhà. Và cái clip sau á mình sẽ hướng dẫn các bạn
lập trình FPK32CAM để điều khiển chiếc xe tăng này. Bây giờ mình làm hết rồi, chỉ cần gắn FB lên và lập trình nữa là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.